trì trước mặt người đại diện hội thánh cũng như toàn thể cộng đoàn. Trước kia Chúa Giêsu đã dùng bí tích đóng tẩy và thánh hóa anh chị, giờ đây chính người cũng động tay chúc phúc và dùng một bí tích đặc biệt làm cho mối tình của các anh chị được cao đẹp vững bền, giúp các anh chị kèm nghĩa thủy chung và đảm nhận những trách nhiệm khác của cuộc đời đôi bạn. Bởi đó trước mặt hội thánh, tôi xin hỏi các anh chị, anh Giuse Vũ Xuân Thắng và chị Maria Lê Thị Lù, anh chị có thật lòng tự do đến đây kết hôn với nhau không? Thưa con có. Khi chọn đời sống vợ chồng, anh chị có sẵn sàng thương yêu nhau một xương một thịt và kính trọng nhau suốt đời không? Thưa con có. Bởi vậy vì anh chị đơn thuần kết hôn thành vợ chồng theo đúng luật Chúa Kitô và hội thánh, giờ đây xin anh chị hãy cầm tay nhau mà cử hành lễ hôn phối và nói lên sự ưng thuận ấy trước mặt Chúa và hội thánh người. Tôi là Giuse Vũ Xuân Thắng, là em Maria Lê Thị Lục, là vợ trước mặt Chúa và hội thánh, và hứa sẽ giữ lòng trung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh nặng cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng mọi ngày suốt đời thôi. Tôi là Maria Lê Thị Hồng, nhận anh Giuse Vũ Xuân Thắng làm chồng trước mặt Chúa và hội thánh, và hứa sẽ giữ lòng trung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh nặng cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng mọi ngày suốt đời thôi. Xin Thiên Chúa đoái hương xác nhận sự ưng thuận mà anh chị đã tỏ bày trước mặt Chúa và hội thánh. Và xin Chúa đoái hương đổ tràn đầy ơn phúc cho anh chị. Sự gì Thiên Chúa đã liên kết thì loài người không được phân ly. Con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin Thiên Chúa chúc phúc cho những chiếc nhẫn này mà hai người trao cho nhau để làm bằng chứng tình yêu và lòng trung thành. Tôi muốn nhân bằng đến anh Giuse Vũ Xuân Thắng và chị Maria Phạm Thị Vĩnh là người bên dưới mới trở lại. Cho nên rằng khi mà trao nhẫn này, xin các anh các chị hãy nhớ cái ý nghĩa của chiếc nhẫn này là bằng chứng tình yêu và lòng trung thành. Trung thành trong lời nói, trung thành trong suốt đời sống vợ chồng, trung thủy với nhau khi sống trong đời sống hàng ngày. Có những cái điều gì mà không nên không phải thì vợ chồng phải bảo nhau, đóng cửa bảo nhau đến nơi đến chốn và có ý hợp tình hợp lý, đừng nên mà ngồi nóng đầy nóng tính sẽ ảnh hưởng đụng chạm đến cái danh dự của vợ chồng. Ở đây anh hãy trao cho chị chứng nhận này. Em thấy rằng chứng nhận này là bằng chứng tình yêu và lòng trung thành của anh nhân lên cha và con và thánh thần. Amen. Chị trao cho chị. Anh nhận chứng nhận này để làm bằng chứng tình yêu và lòng trung thành của em nhân danh cha và con và thánh thần. Anh Pedro Nguyễn Văn Thạch và chị Maria Phạm Thị Vĩnh, anh chị có thật lòng tự do đến đây kết hôn với nhau không? Khi trọn đời sống vợ chồng, anh chị có sẵn sàng thương yêu nhau một xương một thịt và kính trọng nhau suốt đời không? Anh chị có sẵn sàng hy sinh đón nhận con cái mà Chúa sẽ ban và sẽ giáo dục đúng theo luật Chúa Kitô và hội thánh không? Bởi vậy vì anh chị đơn thuần kết hôn thành vợ chồng theo luật Chúa Kitô và hội thánh,
Giờ đây xin anh chị hãy cầm tay nhau bằng hành chữ phương phối và nói lên sự ưng thuận ấy trước mặt Chúa và hội thánh người. Tôi là Giuse Phêrô Nguyễn Văn Thành, nhận em Maria Phạm Thị Vĩnh làm vợ trước mặt Chúa và hội thánh, và hứa sẽ giữ lòng trung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh nặng cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng mọi ngày suốt đời tôi. Tôi là Maria Phạm Thị Vĩnh, nhận anh Phêrô Nguyễn Văn Thành làm chồng trước mặt Chúa và hội thánh, và hứa sẽ giữ lòng trung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh nặng cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng mọi ngày suốt đời tôi. Xin Thiên Chúa đoái hương xác nhận sự ưng thuận mà anh chị đã tỏ bày trước mặt Chúa và hội thánh, và xin Chúa đoái hương đổ tràn đầy ơn phúc cho anh chị sự gì Thiên Chúa đã liên kết thì loài người không được phân ly. Tuân cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin Thiên Chúa chúc phúc cho những chiếc nhẫn này mà hai người trao cho nhau để làm bằng chứng tình yêu và lòng trung thành. Ngài vừa rồi nhấn mạnh rằng anh Vũ sẽ có chiến thắng, và nhấn mạnh những chị ba em Phạm Thị Vĩnh là hai người đi với trở lại cho ít khi có sự lễ cưới. Vừa rồi tôi đã căn dặn những điều đấy thì các anh chị hãy hiểu được việc trang nhẫn trong lễ cưới. Anh trao cho anh chị cái chiếc nhẫn này. Em hãy nhận lấy chiếc nhẫn này để làm bằng chứng tình yêu và lòng trung thành của anh cho linh cha và con và thánh phẩm. Amen. Anh hãy nhận chiếc nhẫn này để làm bằng chứng tình yêu và lòng trung thành của em với linh cha và con và thánh thần. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa ghi tha thương xót chúng con. Lạy Chúa xin trở nên thành lũy bảo vệ các con cái Chúa. Chúa xin nghe lời chúng con khẩn nguyện. Lạy Chúa xin nhìn đến các đôi bạn mới này là con cái Chúa. Xin Chúa thương chứng kiến lễ nghi Chúa đã lập để trường sinh đoàn đời. Xin Chúa ban ơn hộ mừng cho những người Chúa đã phối hợp được yêu thương nhau, hạnh phúc, thánh thiện và bền vững. Chúng con cầu xin nhờ Giêsu Kitô Chúa chúng con.